Là đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá. Hôm nay em sẽ lên trên em là chín con máy nở đồng quá đá, đánh bạo lực, đánh lùa như cụ thể từng con cho anh em xem. Đây, máy này là máy Daiwa Pinter ST3, xe này xe tầm khoảng 9.000, 8.000, 9.000, nở đồng ok, im mượt. Cước 8 được 210, 15 cước 10 được 175, cước 7 được 255. Máy sử dụng hai bạc đạn, mua bên ok, lấy cước ok, hàng nội địa Nhật chuẩn. Giá con này công khai bán là 500k nha anh em, 500k. Máy số 1, máy số 2, máy số 2 của em lên là con đây qua Shimano Z4000. Hàng này mới tầm 95%, chuẩn 95% nha anh em. Đây, đây Shimano rất ok, là rộng em mượt, hàng đổi trái phải bình thường nha anh em. Sử dụng cốt thì cốt trợ lực, là rộng ok, không rung lắc. Giá con này đang bán là 600k nha anh em. Ngoại hình mới 95%, hoạt động ok, hoàn hảo. Giá này là 600k. Shimano Z7000 xây tương đương với là xây thước 6 được 370m, tương đương 8.000, 9.000, bộ binh ok. Con lăn ok anh em, máy em bán em kiểm tra con lăn chuẩn hết cho anh em, 600k. Máy số 2, máy này là máy số 3. Máy số 3 là đã qua ST5000, xe chuẩn 9000, 10000. Cước số 8. Em coi, cước số 8 như được 230m, xe chuẩn 8000, 10000. Ngoại hình ok, bóng lửng. Đây cước ok, con lăn ok. Yeah, ngoại hình tầm khoảng 95% nha anh em, 95% nha. À, hoạt động ok, rất là êm mượt nha anh em. Đó này đánh thì em bao mọi thể loại luôn, nuôi bị sống. Giá em đang bán cái này 700k nha anh em, ngoại hình rất là mới, tầm khoảng 95% ăn lên. Đây để cận cảnh cho anh em xem. Ok, con này đang bán là 700k nha anh em, 700k cộng ship. Máy số 3, máy số 4 của mình là con máy khuôn hộp. Em đọc cái hộp trước cho anh em xem. Con này là Power Sub VD. Đây, vòng tua là 3.9.1. Cân nặng là 585g, 5 bạc đạn, tải mát, nhắc bổng 15kg. Cá tầm 20kg, 25kg diều là thoải mái nha anh em. Hàng này hàng của Thái Lan, full hộp sách. Đây còn lông đền tặng cho anh em đây. Máy của máy, túi đây, túi đây qua, túi xịn nha anh em. Đây giới thiệu máy. Đây máy hai nồi QD xả cước nhanh. Một nồi, một nồi xây này, một nồi xây này 6.000, một nồi xây 3.000. Máy sát máy thì sát máy là 10.000, 12.000. Xả cứng nhanh nha anh em, quy đề xả cứng nhanh, cứng đấy. Hỗ trợ xả cứng nhanh cho anh em là săn hàng. Ngoại hình tầm khoảng 95%, đây sức nhẹ một hai bên. Đây bên đây ok hết, đứt đéo thì ok hết. Hàng chuẩn Thái Lan nha anh em, hàng Thái Lan xuất Nhật. Máy hai nồi, nồi thì nông hơn một tí, nồi cước bao được 200m. Đây, đây bên đây nó bị mấp dần ở trong nha, do vận chuyển thôi, không có gì hết. Hai nồi, giá con này là em đang bán là 2.500.000 đem lắc cũng quay nữa nè, không thấy mượt không, cứ lắc tay lại quay thôi là anh em đủ hiểu máy nó mượt thế nào rồi đó. Rất là mượt nha anh em, con này bán là 2.500.000 cộng ship. Máy số 4 2.500.000. Máy số 5,
Máy số 5 của mình vẫn là con Power Sub 5500. Con này thì nồi sâu cước 8 mới được 250 m. Con này xe chuẩn 10.000, nồi chuẩn 10.000 luôn. Hoạt động cũng ok, rất là êm như con đó vậy đó. Nồi hỗ trợ sợi cước nhanh. Được cái là con này một nồi nha anh em, một nồi. Hoạt động ok. Giá em bán cái này là 2 triệu, 2 triệu 2 nha anh em. 2 triệu 2, hoạt động ok. Loại này cũng lắc thì quay thôi chứ không cần gì nhiều. Đủ hiểu nó mượt rồi, nè, lắc là quay ha. Máy đỡ trái phải bình thường nha anh em. Đây. Đứt thì ok hết. Không xước nhiều. Máy tầm khoảng 95%. Trả cước nhanh. Lấy cước ok. Giá 2 triệu 2, máy số 5. Rồi, con máy lên con máy hàng cơ bắp cho anh em. Máy là máy số 6, hàng Ben. Vòng tua là 4.2.1. Ben này là Ben 9500. Xe chuẩn là trên 10.000 anh em. Anh em nghe tiếng kêu là đã không? Ok. Còn lăn lăn. Hoạt động ok. Máy này có tắt âm nha. Hoạt động ok. Đây, tắt âm. Con lăn thì con tay quay thì quay độ với anh em, đúng không? Nhìn nó quay thôi cũng đủ quay rồi. Nhìn nó sống, cốt thì cốt trợ lực. Hoạt động thì êm mượt, không rung lắc, không lỗi lầm, ngoại hình trên 95% đây. Còn ở trong ở đây. Rất là ok anh em. Nghe nghe mô bin nó xả thì nhức cái răng luôn á chứ không phải thường nè. Hàng chuẩn Nhật, hàng đó không? Hàng chuẩn Mỹ nha anh em, chuẩn của Mỹ. Này. Giá bán con này 2.8 triệu anh em, GTO là 4.2.1. Ok, máy rất là chuẩn nha, máy bự. Máy số 6 2.8. Tiếp theo em lên cho mình là con máy số 7. Giờ cái này sẽ xuống cái này. Đây, máy số 7 là bằng chuyên Lore. Túi thì theo máy nha anh em. Túi đây qua. Túi này rất là bóng nha. Hộp đi theo máy. Hộp thì có kèm sách hướng dẫn nha anh em. Em coi có lồng đèn không. Sách hướng dẫn đi theo máy. Đây, phần số máy. Vòng tua là 4.7.1. Khối lượng là 240 g. Vậy đó, 5 vòng bi, 1 vòng quay là 70 cm. Tải nhắc bổng là 3 kg. Nếu nhiều cá, nhiều tầm 10 kg, ok, bao. Rồi. Để giới thiệu, đây là kit Katina có nông anh em. Ngoại hình tầm khoảng 95% ăn lên. Máy còn hợp. Chuyên cho anh em đánh lua nha. Đây, bè 0.8 giờ được 140 m. Hàng rất là ok nha anh em. Để em quay cận cảnh cho anh em xem. Hàng khuôn hộp và còn em mở coi. Lắc cũng quay luôn nè. Cứ lắc là quay thôi chứ không cần làm gì nhiều. Hậu trợ ABS, cốt trợ lực. Hoạt động ok mượt, giá con này em bán là 2 triệu mốt nha anh em, 2 triệu mốt. Hàng có nông cho anh em mình đánh lua. Con này quăng một cái là không biết nhiêu mét nữa nói. Đây, sử dụng cốt thì cốt trợ lực nha anh em, hàng kit này là cốt trợ lực hết. Khuôn hộp bọc sách đầy đủ. Đây, con lăn ok nha. Đây, dần này ok hết. Ngoại hình tầm 85-95% ăn lên nha. Ăn lên chứ không ăn xuống nha anh em. Đây ok. Hoạt động ok. Giá này là 2 triệu mốt. Full hợp sắt Cardina. Máy số 7 nha anh em. Nên tiếp theo cho mình là con máy số 8.
Mã số 8 này mới ghê nè. Đây con Biomaster C3000, xây chuẩn 3000, nhưng body nó tầm máy nhỏ, tầm khoảng 2000, 2000 ngữ. Dòng tua 5.0.1, có lượng 245g, 5 mặt đạn. Đây, đây là thông số cước của nó đây. Anh em rảnh anh em xem giúp em nha. Rồi, ok, điểm giới thiệu sơ qua coi. Phụ kiện thì máy này tặng một lông đền và sách hướng dẫn nha anh em, một lông đền và sách hướng dẫn. Đặc biệt là máy này có hai nồi nha anh em, hai nồi rất là bóng. Đây. Khỏi nói rồi. Nồi này thì bóng quá trời khỏi nói rồi. Ok, này cũng vậy. Xước này nhẹ. Con ốc này ốc châm dầu nha anh em, chưa thay luôn, chưa mở luôn. Nó ok. Tay quay ok. Hàng Bio C3000, hàng của Nhật nha anh em, không phải hàng Malaysia nha. Để em cắt cái nồi xuống đi. Hoạt động thì im rồi, khỏi nói. Quá trời mượt. Quay nó mượt, nó im nè, không nghe tiếng động luôn nè. Không để kế bên luôn. Em khỏi nói rồi. Đua thì khỏi chơi. Mua bị sống. Để tháo ra cho anh em coi cái cốt nó. Cốt nó là đời này là 2006. Những máy như thế này bây giờ là bên Nhật hết sản xuất rồi, nó sẽ chuyển qua Malaysia hết nha anh em. Những máy hai nồi còn hộp ngoại hình bóng như tầm 95% thế này là rất là hiếm. Rồi để mấy giờ cho anh em xem cốt. Đây anh em, cốt là có mặt đạn trong đây nha anh em, có bi trong đây nha. Đời là đời 2006. Đây hoạt động là chuẩn nha, không nghe tiếng kêu lạ luôn nha. Thấy không? Quá mượt, quá trời mượt. Quay một cái ra quay vèo 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 luôn, khỏi nói. Ok. Phá lên nha. Đây cốt ok. Bật quay ngược cho anh em xem luôn. Đó, quay ngược em mượt. Giá này em bán là 2.500.000 nha anh em, 2.500.000. Hai nồi full hợp 2.500.000. Cho anh em nào cần tặng thêm túi luôn nha. Túi thì theo máy luôn nha, túi Shimano chuẩn nha anh em. Túi Shimano. Đây, máy số 9 của mình. Đây, túi thì theo máy, rất là hợp với máy nha anh em. Máy tầm khoảng 95% hơn luôn. Em có đăng một bài trên trang đó anh em. Hàng này chỉ chuyên cho anh em đi đánh bạo lực rồi. Cốt là cốt trợ lực. Hàng này là BR. Dòng tua sẽ là 4.6.1 chuẩn. Rất là nhẹ nha anh em. Đó, quay cái nó quay dèo dèo luôn. Không biết chừng nào dừng nữa. Đây, đó, không biết chừng nào dừng nữa. Quay tóc mồ hôi luôn á. Rồi mình sống. Ngoại hình con này tầm khoảng 95% ăn lên nha anh em. Ăn lên luôn. Đây, cho thấy mặt em luôn này thấy không? Hàng này hàng chuẩn Nhật anh em, hàng của Nhật. Đây, hàng này là 2000 BRS, là hàng có nông, bio manhê là nhông bằng manhê, khối lượng là 200g thôi nha anh em. Cốt thì cốt to chà bá, khỏi bàn, hoạt động thì khỏi chơi đó. Quay nhẹ cái thối quay vậy thôi, đâu cần làm nhiều nha. Đó, quá chị em mày. Đây, nồi đây. Đây, nha. Cái này chống nước anh em. Đây, cái miếng cao su đây chống nước vô nha. Để mình ngược cho anh em xem. Đó, không nghe tiếng động lạ luôn. Máy hoạt động zin. Đây, lấy cái ok. Giá này em đang bán công khai trên trang cá nhân, em cũng để luôn rồi, 2.4 triệu. Anh em nào ơn thì báo em thấy không? Chiều nhẹ thôi có quay nữa. Kỳ hết sức đó. Đó. Máy đi theo là túi. Không hợp với anh em, máy đi theo là túi. Đó. Đây là tổng cộng 9 con máy của em. Mình hôm nay cho anh em. Anh em nào ưng á, có thể liên hệ với em, số điện thoại em để trên đây, hoặc chỉ cần chốt mã số máy
Để lại số điện thoại em sẽ tự liên lạc với anh em. Đấy, cảm ơn anh em nha.